Chuyển đổi số là chủ trương định hướng lớn của Đảng và Nhà nước. Chính phủ đang tập trung đôn đốc chỉ đạo sát sao và quyết liệt triển khai chuyển đổi số. Trong đó thực hiện đổi mới gắn với chuyển đổi số đối với mô hình kinh tế tập thể hợp tác xã thích ứng được với nền kinh tế hiện đại, kinh tế tri thức, kinh tế số, xã hội số. Trong nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Trung ương đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên, 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên, trong đó có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao và sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đến năm 2045, các tổ chức kinh tế tập thể đều áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Hiện nay, cả nước mới có khoảng 28.000 hợp tác xã, hơn 100 liên hiệp hợp tác xã và khoảng 100.000 tổ hợp tác, trong đó hợp tác xã nông nghiệp chiếm khoảng 66%. Để đạt được những mục tiêu trên, đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hiệu quả. Chuyển đổi số sẽ là công cụ quan trọng để phát triển và chuyển đổi mô hình kinh tế hợp tác xã một cách linh hoạt, phù hợp, đạt hiệu quả cao, tiết giảm chi phí, tối ưu nguồn lực, góp phần thay đổi phương thức sản xuất, giải phóng tối đa sức lao động, gia tăng giá trị sản phẩm giúp các hợp tác xã tiếp cận nhanh với thị trường và gắn với chuỗi giá trị trước mắt tập trung xây dựng các hệ thống thông tin và các nền tảng số phục vụ cho chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác hợp tác xã sử dụng tài nguyên thông tin dữ liệu thiết thực hiệu quả có tính kết nối liên thông cao đặc biệt chú ý việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung